công tử. Bớm. Sao hôm nay lại trông lại như là trâu đi bít tất thế này? Ồ kìa. À, sao thế? Có vụ gì đấy hả bác? Ừ, trông có buồn cười lắm không? Không, em trông đẹp đấy. Nhưng mà hôm nay bác đi đâu đấy? Đi họp câu lạc bộ thơ. Ừ, lâu lắm rồi mới mặc như thế này. Ừ, tôi thấy người mình nó cứ ngượng ngượng thế nào ấy. Ừ, chú trông có hợp không? Được. Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy bác ăn mặc nghiêm túc như thế này. Nhưng mà đẹp bác ạ. Khổ quá đấy, suốt ngày ngồi ở vỉa hè, anh em mình có mặc như thế này ra bán nước, người ta cũng cười cho ấy chứ. Ừ. Này, chú thấy, tôi thấy bao nhiêu lâu không sử dụng, tôi thấy cứ ngượng ngượng ra làm sao ấy. Bác ạ. Ờ. Không biết cái thằng cha nào nó phát minh ra cái xà cạp này. Đấy chết. À, cà vạt chứ. Cà vạt. Ừ. Thằng nào nó phát minh ra cái cà vạt này, giỏi thật đấy. Này, phát minh của nhân loại đấy, có dễ đến hàng trăm năm rồi ấy. Vậy mà đến bây giờ vẫn thấy đẹp đúng không? Vâng, đẹp đấy. Quá chứ mà nó làm cho con người nó tư thế mà nó nghiêm túc hẳn lên bác ạ. Lịch sự không? Lịch sự chứ. Ừ, tôi cũng cảm nhận được. Mà này, đấy, hàng trăm năm rồi vẫn thế này. Mà bây giờ ra đường chú thấy không? Loạn hết cả lên. Tôi lắm lúc còn không biết đâu là nam đâu là nữ nữa cơ. Đầu thì xanh, tóc thì đỏ. Nó mặc quần mặc áo thì cúi xuống thì hở lưng, con lên thì hở rốn. Đấy. Chết chết. Lắm lúc nhìn chúng nó mặc quần mặc áo đi xe máy, tôi cảm thấy xấu hổ không còn dám nhìn nữa cơ. Đấy. Các cụ bảo là ăn cho mình mặc cho người, mà làm sao lại mặc xong thì người ta nhìn người ta lại tự cảm thấy ngượng, chúng nó lại không ngượng thế mới lạ chứ. Ồ, mình tuổi cha tuổi trẻ. Bác chỉ nhìn cái cô áo vàng kia. Đẹp chứ. Này, cái váy là rất bắt mắt, lộng lẫy đấy. Nhưng mà cái tóc tôi thấy không ổn. Trông chóe loẹ như thế kia thì đảm bảo là đi đầu phố được cuối phố đâm nhau. Quả đầu trông như vừa bị sét đánh xong. Bác ơi bác, cho em hỏi bác nào photo nhỉ? À, thật tôi đấy. Đây. Có việc gì không cô? Bác photo à? Vâng. Ôi dồi, bác này bác, em nhờ bác làm cho em một cái đơn nhỉ? Đơn à? Vâng. Được rồi, đơn gì tôi vẫn thảo được, cô cứ nói đi. Cái đơn của em nó hơi đặc biệt một tí bác ạ. Có gì đâu, tôi thảo đơn nó quen rồi. Đơn của cô gửi cho ai? Ôi trời, nó đặc biệt ở chỗ là gửi cho chính em à. Đơn gửi cho cô? Vâng. Đơn lại gửi cho chính mình là thế nào? Khổ chả là thế này. Sắp tới, sang tuần sau là em chuẩn bị đi giải phẫu thẩm mỹ. Cho nên là em phải làm một cái đơn là cam đoan nếu như em có chết hay em có bị làm sao đi chăng nữa thì em sẽ không van xin, không nài nỉ, không kiện tụng ai cả. À, tức là cô chuẩn bị đi mổ xẻ chứ gì? Không chỉ là mổ xẻ đâu, mà em còn đi bơm vá, đục khoét, rồi là khoan cắt, rồi là chắp vá, rồi là bả mắt ít. Này này thôi, dạ. Con người chứ không phải là khúc gỗ mít, khúc gỗ nghiến đâu. Mà cô khoan, cô bắt vít, cô chặt, cô đục, cô đẽo, cô bào. Vấn đề không phải như thế. Mà tôi nói thật này, dạ. Nhìn cô có đến nỗi nào đâu. Sao lại phải đục khoét? Sao lại phải bơm? Sao lại phải làm nữa làm gì? Trông đẹp quá chứ còn làm gì nữa? Đẹp mà bác? Đúng. Chưa ăn thua. Xin lỗi hai bác. Em là con xấu nhất trong đám bạn em một chục đứa bác ạ. À. Làm thế này, 7 lần giải phẫu thẩm mỹ rồi. Nhưng mà đến hôm nay á, vẫn là lỗi mốt. Mốt bây giờ nó không phải là theo năm, theo tháng. Mà là nó theo ngày, theo giờ cơ bác ạ. À. Ôi dồi, thế à? Mà làm giải phẫu thẩm mỹ càng nhiều thì thể hiện đẳng cấp càng cao. Cô nói như thế thì cô bảo anh em chúng tôi ở đây là không am hiểu về cái đẹp à? Đây cô nhìn xem có đẹp không? Nào, có đẹp không? Ai dám nói hai bác thế, đấy là tự bác nói nhá. Ý em nói này này, cái đẹp của hai bác ấy, thì cái tầm nhìn về cái đẹp của hai bác nó chỉ gói gọn trong khu vực thôi. Còn cái đẹp của em là nó phải hướng tới một cái gì đấy nó vĩ mô, nó tầm nhìn nó to lớn, nó hoành tráng, nó nguy nga tráng lệ. Nó cứ như là kiểu như là lâu đài bác ạ. Đấy đấy đấy, nôm na nó là lâu đài. Lâu đài. Nguy nga tráng lệ cổ kinh. Vâng. Cho nên đẹp như thế cho nên là cứ phải đập đi chát lại nhiều lần nó mới đẹp hơn đúng vâng, không? Vâng đúng rồi ạ. Càng đập đi càng chát lại nó càng đẹp thêm bác ạ. Nhưng mà cô ơi. Dạ. Tôi bảo này. Vâng. Cái thân thể con người ta chứ không phải là gỗ đá đâu. Mà cô cứ đục, cứ khoét. Thật. Cứ đào, cứ bới như thế. Cô không đau, không sót à? Thật. Của một đống tiền như thế này mà lại cứ dùng như phá thế. Không sót à? Em cũng đau lắm. Em cũng sót lắm đấy. Nhưng mà các bác thử nghĩ mà xem. Vinh quang nào có được mà không phải trả giá bằng sự hy sinh. Mà em đây, em quyết định làm tử sĩ cho sắc đẹp của em. Các bác cứ làm đi.
em chịu trách nhiệm với bản thân em về chuyện giải phẫu thẩm mỹ nhá. Bác cứ làm đơn cho em đi. À, tức là cô bảo là cô tự chịu trách nhiệm lấy bản thân mình. Vâng. Có vấn đề gì không kiện tụng đúng không? Không van xin và không nài nỉ. Có nghĩa là cho dù sau khi làm xong, vâng, mắt cô nó có trợn hỏa lên, chứ đêm nằm ngủ không nhắm được vào, cô cũng chịu đúng không? Thế xong rồi mũi cô sau khi làm xong nó to như quả dưa chuột như thế này, cô cũng phải chịu đúng không? Xong rồi môi cô sưng vèo lên trông như là con cá dọn bể, cô cũng phải tự chịu đúng không? Vui cái mồm bác đi, sao bác lại nói thế nhỉ? Thì vừa bảo là tự chịu con gì? Thì em là nói như thế, nhưng mà làm gì đến nỗi thế à bác? Bác ạ, nghe cô này cô mới nói, em mới phát hiện ra một điều. Cái nghề vá xăm xe đạp của em với lại cả cái nghề sửa sang sắc đẹp ấy, y xì như nhau không khác tí nào. Cô ấy sao đi ví von kiểu thế nhỉ? Thế bây giờ tôi hỏi cô nhé, tôi làm vá xe đạp, ừ, nhá, thì tôi có cần cao su không? Có. Có cần nhựa vá không? Có. Có cần kéo, cần đục, cần khoan không? Có. Thì bây giờ sửa sang sắc đẹp người ta cũng cần những cái dụng cụ như thế. Từ đó suy ra, ừ, tôi nói nhé, ví dụ tôi vá xăm, tôi có dùi thêm một lỗ nữa để tôi tính tiền hai là được, đúng không? Ờ, nhỉ. Đúng chưa? Bây giờ này, tôi dùng nhựa đều để tôi lừa người ta. Thì bây giờ những người sửa sang sắc đẹp người ta cũng làm như thế, làm sao cô biết được? Đúng không? Ấy giờ này, tôi nói ví dụ cho cô nhé. Vâng. Này tôi nói có mặt rời nhá. Bên hàng xóm nhà tôi đây này, có một đôi vợ chồng nhá, cũng ki cóp tiền để cho vợ đi làm mũi. Đấy, cho nó đẹp mà. Đấy. Thế làm xong thì tưởng là hạnh phúc với nhau. Một hôm ấy chả hiểu ghen tuông thế nào đấy, thằng chồng nó mới vả cho một phát. Ôi giời ơi, cái mặt nó vả cho một phát thế nào mà vả vào má mà mũi nó lại văng sang một bên. Thế xong rồi mũi một đằng, xong rồi là nhựa tái chế nằm ở lại. Xong cuối cùng là nhìn cái mặt, lúc bây giờ hàng xóm sang can lại tưởng có cái compa nằm giữa mặt. Ôi giời ơi, chết chứ, sao lại thế nhở, dã man quá. Làm gì có cái chuyện như thế, chú cứ dọa cô ấy làm gì. Ờ không, em nói thật mà, đây khổ quá, hàng xóm nghe em. Ôi chú này, người ta sắp đi làm, chú dọa thế thì ai người ta dám đi nữa. Khổ quá, em có dọa đâu, em nói sự thật. Mà đấy nhá, đấy mới chỉ là mũi thôi nhá. Còn môi đây này. Sao? Gớm. Có một cái bà đi xăm môi nhá, xăm đến 6 lần rồi. Nhưng người ta ấy, người ta xăm môi xong thì đâu chỉ khoảng độ khoảng 1 tuần hay là 10 ngày gì đấy là nó sẽ xẹp xuống bình thường. Đấy, nhưng mà khốn bà này á, 20 ngày sau vẫn như quả chuối mắn cứ vèo lên thế này. Mà tôi nói thật đấy, mà xăm môi để làm gì? Để cho nó đỏ đúng không? Để đỡ phải hàng ngày phải về tô son đúng không? Đúng rồi. Đời thủa nhà hai bà xăm xong, môi bà trông như miếng thịt trâu. Tôi cũng không hiểu đấy là do cơ địa của bà ấy, hay là do thuốc của thằng kia nó đều. Cái đó thì có khi lại phải mở một cuộc hội thảo. Mà tôi bảo thật cô này, cô nên nhớ rằng con người ta chứ không phải là cái xăm. Mà cái xăm nó nát thì cô có thể thay được cái xăm mới. Ừ. Chứ cái mũi của cô người ta làm nó vẹo, là người ta làm nó hỏng, thì cô có thay cái mới được không? Môi có thay được môi khác vào được không? Thôi thôi, tôi khuyên cô tốt nhất là đừng nên làm cái gì nữa. Thế nhăng nhăng. Nếu là cho em viết thì cứ viết đi. Chưa gì đã dọa dọa người ta rồi, để cho người ta khiếp. Cứ viết ông thì bảo đây. Thôi bác ơi, nước đổ đầu vịt, bác cứ viết đi, mình làm thuê mà, cứ viết đi. Thôi được rồi, sao tự chịu trách nhiệm mà. Mời cô vào đây. Đấy, vào đấy. Thì này. Gì? Cô định gửi đơn cho ai? Bác sĩ. Bác sĩ tên là gì? Giao. Giao gì? Giao Giao phay à? Giao gì? G hay là giao giờ đờ? Giờ đờ. Đấy, đúng là giao phay thật. Kiểu là giao dựa đấy hả? Vâng. Còn ai nữa không? Từ từ đã. Viết thì phải đủ đầy đủ cả ekip ở đấy. Những ai? Y tá tên là Thớt. Hộ lý tên là Đục. Còn cái thằng cắt chỉ tên là Kéo. Bác ơi, ekip này mà làm thì không đi hóa thân hoàn vũ mới là lạ. Bác ấy thảo xong cái đơn này này. Vâng. Tôi nghĩ cô nên nhờ ông ấy photo ra 4-5 bản nữa để gửi đến 4-5 nơi. Gửi đi đâu hả anh ơi? Bệnh viện tâm thần là một nhá. Công ty mai táng là hai. Trung tâm phục hồi chức năng là ba. Cái nơi mà sau khi cô làm đẹp xong cô sẽ đến luôn đó. Vô duyên. Mà cái ông này nữa, viết thì viết đơn đi, làm sao phải khóc. Cô không biết à? Tôi buồn lắm chứ. Tôi buồn vì một người phụ nữ xả thân, xả tiền vì cái đẹp, để cho cái đẹp nó liên hoan.